Thưa quý vị, sáng 2 tháng 8 năm 2022, nguồn tin từ phóng viên báo Thanh niên cho biết, liên quan đến nữ sinh Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở Ninh Thuận tử vong do tai nạn giao thông, bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo giải trình gửi các ngành chức năng về kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh. Theo báo cáo, sáng 28 tháng 6, khoa cấp cứu đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân Hồ Hoàng Anh bị tai nạn giao thông trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán chấn thương sò so não nặng, đa chấn thương. Theo quy định, các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn cho bệnh nhân Hồ Hoàng Anh dưới sự chứng kiến của hai điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Đến 11 giờ cùng ngày, cho kết quả nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh là 0,79 g trên lít. Sau khi nhận thấy kết quả không hợp lý, khoa Hóa sinh Vi sinh đã liên hệ với khoa Hồi sức tích cực chống độc để xác minh, nhưng tình trạng bệnh nhân đã quá nặng nên người nhà xin đưa bệnh nhân về nhà. Báo cáo khẳng định trong ngày 28 tháng 6, khoa Hóa sinh Vi sinh đã tiếp nhận 2 ca xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, đó là bệnh nhân Hồ Hoàng Anh và một bệnh nhân khác nhập viện lúc 20 giờ 10 phút cùng ngày, không có sự nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh kết luận của bệnh viện đa khoa ninh thuận theo quy trình xét nghiệm định lượng ethanol trong máu đã được bệnh viện quy định trước khi thực hiện xét nghiệm trên mẫu huyết thanh bệnh nhân nhân viên thực hiện xét nghiệm phải chạy mẫu kiểm tra trước tuy nhiên trong trường hợp này khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng quy định bên cạnh đó khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo quy định theo quy định đối với các ca xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ tính chính xác hoặc không phù hợp chẩn đoán lâm sàng, người thực hiện xét nghiệm phải trực tiếp cho trưởng khoa hoặc người phụ trách được phân công biết để có hướng xử lý. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Như báo Thanh niên ngày 27 tháng 7 đã phản ánh, ông Hồ Hoàng Hùng gửi đơn khiếu nại đến các ngành liên quan trong tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu tiến hành giám định đối chiếu mẫu máu của nạn nhân là em Hồ Hoàng Anh, con ông Hùng. Theo đơn khiếu nại của ông Hùng, chiều 13 tháng 7, thay mặt cơ quan điều tra công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, một cán bộ thông báo cho gia đình kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh là 0,79mg trên 100ml máu gia đình ông hùng kiến nghị tiến hành giám định đối chiếu mẫu máu mà cơ quan y tế cụ thể là bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã xét nghiệm đồng thời nêu nghi vấn về việc làm sai lệch hồ sơ Liên quan đến kiến nghị của gia đình nữ sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh Ninh Thuận và các sở ngành về việc khẩn trương điều tra, xác minh, giải quyết đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân để xử lý vụ việc đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 8. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhnien.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube Bảo Thanh Niên.